Em chào các bạn nhé. Hôm nay thì em đi lấy thuốc nhưng mà hiện tại bây giờ là 5 giờ rồi các bạn ạ, 5 giờ chiều rồi. Em đi lấy một cái thuốc rất là quý và rất là tốt cho cái bệnh lý bệnh thận và bệnh gan. Là cái thuốc rất là tốt cho bệnh thận và bệnh gan. Cái thuốc này cũng có một số bạn biết, một số bạn thì cũng không không biết. Đây ạ. Bạn nhận ra cây gì chưa ạ? Đây ạ. Đây là cây cổ bình các bạn nhé. Cây cổ bình này là một vị thuốc chứa cho mát gan là cực kỳ tốt luôn. Các bạn mà bị nóng gan ấy, bị bệnh gan nóng gan mà nổi về đây ấy là sắc nước uống với lại những cây thuốc khác thì nó giúp cho các bạn mát gan và chữa được các bệnh lý về gan. Thực ra thì em bây giờ em đang đứng ở đường này, cái đường cái này. Đây, em vừa phi xe xuống đây để em lấy này. Cái cây này thì rất là hiếm. Cây cổ bình này thì rất là hiếm. Em ít khi gặp nó các bạn ạ. Nhưng mà biết tại sao là bây giờ em mới xuống đây em lấy không? Chiều tối rồi em mới lấy không các bạn? Bởi vì là hôm nọ ấy, cái hôm mà mùng 2 tháng 9 mà em đi chơi ấy. Hôm mà mùng 2 tháng 9 mà em đi chơi ấy, em xuống đây. Em có cùng mọi người đi xuống đây đúng không ạ? Đi xuống đây và đi xuống dưới này để có hai cái bản. Ở cái đường này nhé, giới thiệu cho các bạn nhé, cái đường này là đường của quân đội. Ở chỗ em là có một cái, ở tỉnh của em là có một cái khu dành cho quân đội luôn để bảo vệ rừng, hoặc là có một cái hang quân đội là ở đây. Thì xuống đây hai cái bản nữa là ở đây chỉ có người dân bản địa sống từ bao nhiêu đời họ mới cho xuống đây, rất là ít người. Nhưng mà đều bởi vì là có căn cứ quân đội ở bên dưới kia thì họ làm cái đường như này. Thì hôm đấy bọn em đi chơi thì trên đường đi chơi thì trên đường xuống đây mọi người em đã để ý thêm có, lúc đấy em chỉ nhìn thấy có mấy cây cổ bình này thôi, nhưng mà hôm nay thì cũng ở gần nhà em mà chỉ có cách nhà em 5-6 cây thôi, thì đường lại đi tốt, cho nên là chiều nay tranh thủ làm việc xong rồi chữa bệnh cho bệnh nhân xong rồi thì em mới tranh thủ em phi xuống đây lấy các bạn ạ. Mà may mắn quá xuống đây thì thấy một bãi luôn các bạn. Đây, ở kia cũng là cây của nó nhá, có rất là nhiều cây già luôn, cây to luôn, còn ở bên đường thì người ta phát đi rồi thì còn cây bé. Đây, những cây này là họ phát đi rồi đây này các bạn, cây cổ bình này. Em sẽ nhổ lấy nhá các bạn nhá, bởi vì là cái này thì nếu như là các bạn có ít ấy, các bạn mà có ít đấy nhá, mà các bạn có thể bảo tồn được thì các bạn chỉ được chặt lấy nó thôi, đừng lấy rễ của nó, bởi vì cái rễ của nó là tốt nhất rồi, nhưng mà đừng dây rễ của nó. Nếu mà các bạn lấy rễ của nó thì nó sẽ chết, nó không còn nữa. Cái cây này hiếm, cây này không có nhiều đâu các bạn nhá. Chỗ các bạn có nhiều hay không em không biết, nhưng mà hôm nọ em đi vô tình em qua đây thì em mới thấy đấy. Thì em mới thấy và bây giờ em dừng ở đây thì em vào cận cảnh thì em mới thấy hóa ra nó có rất là nhiều cây to, em cũng lấy được một đống ở kia rồi. Em cũng lấy khá nhiều rồi. Em bảo các bạn không được nhổ rễ nhưng tại sao em lại nhổ? Tại vì các bạn biết là ở đây cạnh đường cái họ vẫn bảo vệ cái đường là họ vẫn phát đường suốt thì họ sẽ phát đi. Những cây to ở trên kia thì em lấy thì em sẽ không lấy rễ đâu các bạn nhé. Cây ở sát đường em mới lấy để cho nó không phí thôi. Đấy ạ. Cây này thì kể cả trẻ em nhé, trẻ con bị hen ấy. Bị hen này gọ không lớn được ấy, thì các bạn mang về các bạn sắc nước uống cho nó, hoặc là các bạn phơi khô đi các bạn tán bột các bạn pha với mật ong cho nó uống. Pha với mật ong để cho trẻ con uống. Bệnh hen này, còn chúng ta người lớn người ta thì chữa bệnh sỏi thận này, chữa bệnh gan này, nó rất là tốt. Đây, em còn được thêm một cây thuốc nữa đây này. Đây là em cũng nhổ cả rễ rồi. Các bạn biết cây này là cái gì? Cây này cũng tốt cho gan nhé. Cây này là cây an xoa, nhưng mà không phải là cây an xoa như ở trong miền Nam đâu. Ở trong miền Nam mới có cây an xoa kia thôi. Còn cái an xoa này gọi là an xoa vàng thôi. Cái an xoa này là chứa dạ dày rất là tốt. Nó cũng tốt cho gan, nhưng mà nó không tốt bằng cái an xoa mà các bạn thấy người ta hay quảng cáo là ở trong miền Nam kia mới có nhá. Còn cây an xoa này là an xoa vàng này, hoa nó cũng tím thôi. Nhưng mà an xoa này là an xoa vàng thôi. Tuy nhiên là em cũng lấy cả rễ luôn, bởi vì ở cạnh đường. Đây, ở ngay đường nên em lấy cả rễ luôn các bạn nhé. Lấy cả rễ luôn ạ. Vì nó ở sát đường mà, không để nó cũng bị người ta phát đi. Ra phát đi sẽ hỏng. Đây. Ở đây thì có khá cây cổ bình, khá nhiều cây cổ bình các bạn ạ. Đây ạ. Đây. Có khá nhiều cây cổ bình. Đây, cái ngọn non của nó hồng hồng như này nhé các bạn nhé. Nhưng mà em nói cho các bạn là em có cái hai cái sai lầm của em là em không thể, em cũng lấy được khá nhiều rồi. Bây giờ thì em không thể trèo lên đây được. Có hai cái sai lầm của em là như nào các bạn biết không ạ? Sai lầm thứ nhất là không đeo bao tay. Cứ nghĩ là ở cạnh đường thôi, cứ nghĩ là có một ít là về kéo lên. Cái sai lầm thứ hai là mặc một cái quần đùi. Mặc một cái quần đùi và đi một đôi dép tổ ong. Thế không thể trèo lên kia lấy được các bạn ạ. Và nói thật với các bạn là nếu mà em đứng ở đường này thì may mà cái đường này nó ít người đi. Cái đường này nó chỉ có dân bản địa ở đây, có hai cái bản ở dưới này thôi. Chút nữa em sẽ đi xuống một đoạn.
quay cho các bạn xem thì nó không có nhiều người. Nhiều người đi lại không, người ta nhìn thấy em người ta cười ngất mất. Chả ai là như em mà đi hái thuốc cả. Mà mặc một cái quần short cả, một cái quần đùi cả. Nhưng mà bởi vì là em đang ở nhà, mấy hôm nay em cũng bận, em đang chữa bệnh thì em lại đi lấy luôn. Tiện đường phi xe xuống đây lấy để mai để phơi ấy. Phơi để kịp dùng ấy thì em cũng không mặc cái quần dài vào. Em cũng mặc cái quần đùi đi cho nên là em không thể nào trèo lên. Đây này, em không thể trèo lên những cái chỗ kia lấy được. Bởi vì lên nó sẽ bị dặm, bị ngứa hết. Em chỉ lấy ở đoạn dưới này thôi các bạn ạ. Lấy ở đoạn dưới này. Đoạn dưới này thì em sẽ nhổ lấy hết này. Cái này thì nó là một vị thuốc quý rồi. Các bạn mà về các bạn thái ra. Đây, một cái thuốc cho bệnh thận nữa này. Cây lạc rừng này. Đây, cây lạc rừng này chứa sỏi thận rất là tốt này. Nhưng mà cây này em không lấy đâu. Cây này em có nhiều. Em chỉ lấy cây cổ bình thôi. Đấy. Em cũng được khá nhiều rồi. Tại vì đứng ở đây nó cũng khá ngứa các bạn ạ. Rậm. Đây. Đây em đi. Cái này em nhổ lấy cả rễ nhá các bạn nhá. Tại vì là em bảo với các bạn rồi, ở cạnh đường người ta phát đi, em sẽ lấy cả rễ. Em đi chân đất cho nên là rất là đỉnh ngứa. À em đi tiếp bộ ong. Đây. Ở đây thì có khá nhiều cây cổ bình ấy. Mà rất tiếc là em không đi úng với lại không mặc quần dài. Em không mặc quần dài cho nên là leo trèo nó hơi khó một chút, nó sẽ bị cưa vào chân. Đây này, toàn cái cây như này nó sẽ làm đứt chân em mất. Để em hôm nọ em thấy ở đoạn dưới này vẫn có đấy nhá các bác nhá. Hôm nọ em nhìn thấy ở dưới này vẫn có cây cổ bình nữa. Em sẽ đi xuống đây cho các bạn xem cái bản dưới này. Cho các bạn xem cái bản dưới này. Rất là bình yên luôn các bạn ạ. Đây. Nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn thấy ở đây chưa? Hôm nọ em có thấy ở đây có một cây cổ bình mà. Em đi đường thì em để ý lắm. Hôm nọ em đi chơi thì em để ý. Ôi đây này các bạn ơi. Ôi dồi ôi các bạn ơi, một bãi luôn này các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây. Rất là nhiều luôn. Các bạn em không ngờ là ở bên này là có rất nhiều cây cổ bình như thế này này. Đây này các bạn. Kia, bản ở dưới kia kìa các bạn. Bản họ ở dưới kia. Các bạn ơi, nhiều lắm đây này các bạn ơi. Đây. Những cây này ở sát đường này. Ôi những cái này phải đào lấy rễ của nó mới được. Ôi. Rất là nhiều luôn. Cây cổ bình hay gọi là cây shoplet. Để em leo lên đây một chút để em cho các bạn xem. Quay cho các bạn xem mà. Em sợ mình trượt xuống. Em quay cho các bạn xem đây này. Có, ôi dồi các bạn ơi. Có khá nhiều cây cổ bình ở đây. Đây này các bạn, bản chỉ có bằng này người thôi. Bản này rất là ít nhà thôi. Ôi, không được rồi. Không được rồi, trời. Nó trôi xuống. Có khá nhiều cây này. Ở bên này có khá nhiều bụi cổ bình này. Giờ em mới phát hiện ra đấy. Hôm đó em nhìn thấy chỉ ở nhìn thấy trên kia đâu. Này, chắc là ở trên kia cũng có vì đất nó lở xuống mà. Đây, các bạn. Này, cây nó cũng to phết đây này. Ôi, các bạn ơi, cây kia to không kìa. Cây kia to không? Cây kia to. Tí em sẽ lấy cây kia, lên lấy cây kia. Cây kia nó to lắm. Này các bạn, đây. Bản làng này, chỉ có cái bản này, ở dưới bản của em chỉ có đây, toàn nhà sàn nhé các bạn nhé. Toàn nhà sàn bằng gỗ này. Nước, suối ấm ấm, cuộc sống rất là bình yên. Đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Nhà này, đây, có bằng này nhà thôi các bạn ạ. Toàn nhà sàn. Xung quanh là núi, ở dưới kia có một bản nữa. Lick. Vương vào lick rồi, xin lỗi lick nhá. Ở dưới kia có một bản nữa. Hôm nọ em đi chơi là tít vào dưới sân kia chơi. Ở dưới kia có một bản nữa này. Đây này. Hôm nay ở đây có khá nhiều cây cổ bình. Mà em lấy được nhiều rồi. Em sẽ lên lấy đây các bạn. Đây cuộc sống bình yên lắm. Họ sống như này nhưng mà họ giàu lắm đấy các bạn ạ.
Nhìn họ này thôi mà, đây này, mớ ơi, mớ họ trồng thành đồi kìa. Những đồi kia họ để trồng mớ hết, mỗi đồi mớ này họ bán được 100-200 triệu hết. Họ bán được 100-200 triệu hết các bạn. Nhà nào cũng có, gọi là bản nghèo nhá, họ bảo nghèo nhá, nhưng mà nhà nào cũng có 4-5 con trâu con bò. 4-5 con trâu con bò thì nghèo thế nào được. Đồi thì lại cả, đồi thì là đấy, những cái đồi kia bao nhiêu ha, mỗi đồi họ bán được 100-200 triệu, 100-200 triệu tiền tiền rừng, tiền cây rừng ấy, rất là nhiều tiền, toàn tiền gửi ngân hàng hết thôi. Nhìn thế thôi mà không nghèo chút nào đâu các bạn. Các bạn này đẹp không, cây củ bình này đẹp không. Thì cây bé này thì ủi thoải mái lấy, nhưng mà vì lòng tham của em vô đây em thấy một cái to, em phải trèo lên lấy cái to này đã. Cây bé ở đây thì em lấy rơi từ ở đây, họ không biết đâu mà, ở đây họ không biết cây thuốc đâu, họ không biết cây này là cây thuốc đâu, họ không lấy, họ không biết đâu, cho nên họ không lấy đâu. Đây này các bạn, có một cây rất là to trước mặt này, em trèo lên này cho các bạn xem. Nhìn cuộc sống ở đây thì rất là vắng vẻ, nhưng mà họ giàu có lắm đấy, rất là giàu luôn, nhà nào cũng có tiền mấy trăm triệu, mấy trăm triệu gửi ngân hàng luôn. Nói thật với các bạn là cái thời Covid như này là không bao giờ ăn được các bác ở trong miền núi này đâu. Đây cây củ bình này thì già lắm rồi, già lắm, nó cũng chết đi thôi các bạn, không lấy nó cũng hít thôi. Em sẽ lấy nó, nhưng mà không cần phải lấy dễ đâu, tại vì là dễ ở trên này để nó mọc. Em thì dùng tay trái các bạn ạ, cầm tay trái cho nên tay phải em chặt không được phát nào, em phải đổi tay. Đây, một cây to rùng luôn. Đó. Cái rễ của nó thì không lấy đâu, để làm giống thôi ở trên cao này. Mình còn dùng lâu dài, mình còn dùng lâu dài mà. Có một người dân đã nhìn thấy em nói chuyện với điện thoại và họ đã nhìn ngơ ngác. Nhìn thấy em không quay, họ đi chăn bò đang nhìn em ngơ ngác. Ở đây thì nước ở trên những cái khe kia xuống nhé các bạn nhé, khe bên này này, khe bên này này, khe nào cũng có nước hết. Cuộc sống rất là sung túc và ấm no. Nhưng mà cái gì cũng được ưu tiên các bạn ạ. Tại vì họ bảo họ ở vùng sâu vùng xa, có đâu mà sâu xa, em cũng ở trên họ có 5 cây số mà còn chưa được ưu tiên như họ. Ở đây họ được ưu tiên lắm các bạn ạ. Đi học thì không mất tiền. Đấy, cây này to không? Một cây bình cố rất là to. À, vậy thôi em chào các bạn nhé. Em đang ngược lại rồi, có khá nhiều cây củ bình. Hôm nay em được khá nhiều. Em cứ tưởng là ở bên trên có mà bên dưới nó cũng có rất là nhiều này. Núi nó bị sạt thôi, nó có rất là nhiều. Cái này dùng hết, cần thì lại về lấy thôi. Riêng cái này là không không sợ thiếu, không sợ hết. Mệt quá, đi lên dốc một tí đã mệt rồi các bạn ạ. Em chào các bạn nha.